Xin chào anh, là người một người may mắn đầu tiên sở hữu chiếc xe VinFast thì cảm nhận của anh như nào? Rất là xúc động và rất là tự hào khi Việt Nam có một nhà sản xuất xe với thương hiệu Việt Nam, và tôi rất là khâm phục tập đoàn Vingroup khi trong một thời gian cực kỳ ngắn mà đã vừa thiết kế vừa xây dựng một cái nhà máy quy mô cực lớn và ra một cái sản phẩm rất là tuyệt vời. Vâng, và anh cảm nhận như nào khi VinFast đã đặt đại bản doanh tại thành phố Hải Phòng, nơi khởi nguồn của những dòng ô tô mang thương hiệu Việt? Tôi thấy thành phố vừa cổ kính mà vừa hiện đại, và một cái có nhiều danh lam thắng cảnh ở thành phố này, và đặc biệt là về công nghiệp và về về logistics, về vận chuyển, thì ở đây đúng là một cái điểm rất là tuyệt vời để có thể đưa những sản phẩm Việt Nam như xe hơi VinFast ra thị trường nước ngoài. Vâng, và xin anh cho em hỏi trước tại sao anh chọn VinFast? Anh nhận xét như thế nào về những cái thành công bước đầu của VinFast ạ? Tôi thấy đây là một thành công thật là xuất sắc, và tôi tin là VinFast sẽ đưa cái thương hiệu xe hơi Việt Nam ra thế giới thành công. Anh có thể mời rõ hơn cái xúc sắc mà anh vừa nói không? Chưa bao giờ có một doanh nghiệp nào trên thế giới có thể làm được điều đó. Đó là niềm tự hào cho chúng ta. Trong một thời gian chỉ có 2 năm, 24 tháng, xây dựng một nhà xưởng 600.000 m2 với quy mô 250.000 xe một năm. Tôi cũng đã tìm hiểu cái quá trình mà VinFast triển khai dự án qua cái bộ phim rất là xúc động. Và tôi hiểu là một nhà thầu xây dựng, tôi hiểu những cái thử thách mà tập đoàn VinFast đã phải vượt qua để đạt được cái thành tựu như thế. Anh có nhận xét gì về những cái chi tiết sau các đời xe này ạ? Tôi thấy khi mà chuyển sang từ tốc độ thấp đến tốc độ cao rất là êm, thắng cũng rất là nhẹ nhàng mà hiệu quả, và màn hình để điều khiển ở trên xe thì có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay tôi thấy, và có nhiều cái chi tiết rất là đẹp ở bên trong. Anh cảm nhận nào sau khi lái chiếc xe này đầu tiên? Tôi cảm thấy rất là thoải mái khi lái xe, cả khi quay đầu và khi thắng, khi tăng tốc đều thấy rất là dễ chịu, rất là tuyệt vời. Có thể nói đây là một cái sản phẩm cao cấp về công nghệ mà một nhà sản xuất Việt Nam đã thực hiện rất thành công. Theo tôi đánh giá đây là một cái sự thành công có tính chất cách mạng, bước ngoặt cho cái ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là về